Làm trắng răng đơn giản thần tốc bằng nước gạo cực hay mà ít người biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, ông cha ta có câu nói, cái răng cái tóc là góc con người. Quả đúng như vậy, một hàm răng trắng sáng quyết định 60% sức mạnh của nụ cười, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, hiện nay có tới 80% trong số chúng ta gặp phải các tình trạng về răng như răng xỉn màu hay ố vàng. Điều này không chỉ khiến bạn tự ti, ngại giao tiếp mà còn tiềm ẩn một số bệnh về răng miệng như viêm lợi, sâu răng. Vậy làm thế nào để tẩy trắng răng vừa an toàn, vừa hiệu quả mà không cần sử dụng đến thuốc tẩy trắng răng? Và để giải đáp những thắc mắc trên của quý vị thì trong video ngày hôm nay, Sống An Nhiên sẽ mách bạn một phương pháp làm trắng răng thần tốc chỉ với một cốc nước vo gạo, giúp bạn đánh bay mảng bám và vi khuẩn lâu ngày trên răng, giúp răng trở nên sáng hơn từng ngày. Vậy đó là những cách nào, cách thực hiện ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để lựa chọn được phương pháp phù hợp nhé! Các bạn thân mến, ngoài công dụng làm đẹp, nước vo gạo còn có hiệu quả cực kỳ trong quá trình chăm sóc răng miệng, có tác dụng kháng viêm, ngừa khuẩn, loại bỏ mảng bám và vi khuẩn lâu ngày trên răng, giúp cho răng trở nên trắng sáng hơn từng ngày. Theo nghiên cứu, trong nước vo gạo có các loại vitamin A, nhóm B, phốt pho, đây chính là những thành phần giúp chấm dứt nhanh chóng các vấn đề về răng miệng. Do đó, việc sử dụng nước vo gạo để làm trắng răng là cách làm phương pháp dân gian cực kỳ hiệu quả được nhiều người áp dụng. Có rất nhiều cách làm trắng răng bằng nước vo gạo cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là hai cách đơn giản mà chúng tôi muốn chia sẻ bạn có thể sử dụng. Cách thứ nhất, loại bỏ vết ố vàng trên răng bằng nước vo gạo lỏng. Đây là cách làm dễ thực hiện nhất đối với những ai không có nhiều thời gian và quá bận rộn. Với cách loại bỏ vết ố vàng trên răng bằng nước vo gạo lỏng, bạn có thể thực hiện bằng cách làm như sau. Chuẩn bị 1/2 lon gạo, nước, bát sạch. Thực hiện, cho gạo vào bát, sau đó đổ nước vào, dùng tay sát nhẹ nhàng để những tinh chất có trong gạo có thể tiết ra trong nước. Sử dụng nước vo gạo để đánh răng hàng ngày, sử dụng 2 lần trên ngày vào mỗi sáng và mỗi tối. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, bạn sẽ thấy được công dụng cực kỳ hiệu quả của nước vo gạo. Ngoài công dụng làm trắng răng hiệu quả, thành phần trong nước vo gạo còn có tác dụng diệt khuẩn, ngăn ngừa các vấn đề về răng miệng như sâu răng, viêm nướu và đặc biệt là loại bỏ mùi hôi miệng khó chịu, trả lại bạn sự tự tin cùng hơi thở thơm mát đến mức bất ngờ. Cách thứ hai, làm trắng răng hiệu quả bằng nước vo gạo đông đặc. Cách làm này thường mất khá nhiều thời gian, vì thế chỉ những ai rảnh rỗi nên áp dụng. Dĩ nhiên, đã tốn công thì kết quả phải vượt trội hơn. Thay vì bạn chỉ chắt một ít nước vo gạo để đánh răng, thì ở cách làm này bạn sẽ lấy nhiều nước vo gạo hơn. Chuẩn bị 1 lon gạo, 1 chậu nhỏ. Thực hiện, dùng 1 lon gạo đã chuẩn bị sẵn để vo rồi thực hiện lấy từ nước thứ 2 trở đi. Bạn cho phần nước vo gạo vừa lấy được vào 1 chậu nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi dùng nắp đậy kín lại để qua đêm. Sáng hôm sau khi mở nắp, bạn sẽ thấy phần nước vo gạo đông đặc dưới đáy chậu. Bạn bỏ phần nước ở trên mặt đi, sau đó cho phần đông đặc dưới chậu vào lọ thủy tinh nhỏ, để vào tủ lạnh để bảo quản được lâu hơn. Sử dụng phần nước vo gạo đông để đánh răng hàng ngày, cách dùng rất đơn giản. Thay vì sử dụng kem đánh răng như mọi khi, bạn chỉ cần dùng bàn chải quét một ít nước vo gạo đông để đánh trực tiếp. Thực hiện đánh răng trong vòng 5 phút, nên sử dụng bàn chải chải từ từ, cuối cùng súc miệng lại với nước sạch. Áp dụng cách làm này đều đặn hàng ngày trong vòng 3 đến 4 tuần, bạn sẽ thấy ngay công dụng tuyệt vời mà nước vo gạo đông đem lại cho răng của mình. Ngoài hai phương pháp trên, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu có sẵn trong căn bếp của gia đình mình như muối, baking soda và thực hiện theo những bước làm dưới đây nhé. Cách thứ nhất, làm trắng răng bằng nước muối. Nước muối có tính kháng khuẩn và phòng tránh các bệnh răng miệng. Vì vậy, từ xa xưa, khi chưa có kem đánh răng, ông bà ta thường sử dụng nước muối loãng để súc miệng hàng ngày. Cách thực hiện, rắc muối lên bàn chải kèm theo chút kem đánh răng rồi trà lên đánh răng hàng ngày, súc miệng lại với nước ấm hoặc nước sạch. Sau đó bạn súc miệng lại với nước muối pha loãng để đánh bật các vết ố vàng và diệt phòng trừ vi khuẩn, tránh sâu răng hay viêm nướu. Cách thứ hai, làm trắng răng bằng chanh. Chanh chứa nhiều axit cũng như các chất giúp kháng khuẩn, giúp làm trắng răng nhanh và hiệu quả. Cách thực hiện, lấy quả chanh vắt lấy nước cốt rồi cho một ít muối trắng theo tỷ lệ phù hợp. Chảo hỗn hợp lên răng khoảng 5 phút rồi súc miệng lại với nước sạch. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy hàm răng trắng hơn và các vết ố vàng biến mất nhanh chóng.
Cách thứ 3, làm trắng răng bằng vỏ chuối. Vỏ chuối vừa tốt cho sức khỏe, lại giúp bạn làm trắng răng nhanh và hiệu quả. Trong vỏ chuối chứa nhiều khoáng chất như kali với magie, mangan giúp loại bỏ nhanh những mảng bám trên răng. Cách làm, lấy vỏ chuối bóc một phần rồi chà sát lên bề mặt răng khoảng 2 phút, sau đó rửa lại với nước sạch hoặc đánh răng. Thực hiện trong suốt 3 tuần, hàm răng của bạn sẽ trở nên trắng sáng hơn. Cách thứ 4, làm trắng răng bằng dầu dừa. Dầu dừa được coi là thần dược làm đẹp cho chị em để dưỡng da, trị dạn da. Bên cạnh đó, dầu dừa cũng có hiệu quả nhất định làm trắng răng. Cách thực hiện, dùng 2-3 thìa dầu dừa để súc miệng hàng ngày và trong vòng 30 phút không ăn bất kỳ thực phẩm nào. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để những mảng bám ố vàng biến mất nhanh nhất. Cách thứ 5, làm trắng răng bằng mật ong. Trong mật ong tự nhiên chứa nhiều vitamin A, C, E, các vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, canxi, kali, magie vừa giúp chống oxy hóa. Mật ong có tác dụng giúp hàm răng của bạn trắng sáng hơn. Cách làm, lấy vài giọt mật ong nguyên chất rồi chà sát trực tiếp lên răng 1-2 phút rồi súc miệng lại với nước sạch. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để hàm răng trắng sáng. Cách thứ 6, làm trắng răng bằng muối và đường. Cao răng ố vàng hình thành do các mảng bám vi khuẩn kết dính trên bề mặt khi vệ sinh răng miệng chưa sạch sẽ, lâu ngày sẽ phát triển rộng rãi và bám chặt. Việc kết hợp giữa muối và đường giúp bảo vệ men răng, loại bỏ vi khuẩn trong miệng, giúp hơi thở thơm mát. Cách làm, bạn trộn hỗn hợp đường và muối theo tỷ lệ phù hợp với lượng nhỏ nước, sau đó dùng hỗn hợp trà lên bề mặt răng trong 2-3 phút rồi súc miệng cùng nước sạch. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất. Cách thứ 7, làm trắng răng tự nhiên bằng dâu tây. Dâu tây luôn là loại trái cây tốt cho sức khỏe lẫn làm đẹp. Dâu tây chứa nhiều khoáng chất và vitamin giúp làm trắng răng hiệu quả. Thành phần axit malic trong dâu tây giúp loại bỏ các vệt ố vàng trên răng hiệu quả. Cách làm, lấy quả dâu tây tươi trộn cùng với một ít bột baking soda chà lên răng trong khoảng 1-2 phút. Thực hiện 2 lần mỗi tuần để vi khuẩn và các mảng bám biến mất nhanh. Cách thứ 8, làm trắng răng tự nhiên bằng quả cau. Trong cau có chứa nhiều thành phần hóa học như tannin, myristinin, olein, laurin và muối vô cơ giúp chúng ta có thể làm trắng răng và ngăn ngừa sâu răng. Chính vì vậy, từ xa xưa các cụ già hay nhai cau trầu giúp vệ sinh răng miệng. Cách làm, bổ quả cau tươi thành 4 phần rồi dùng chà sát trực tiếp lên bề mặt răng để đánh bay các mảng bám. Súc miệng với nước sạch rồi chải răng cho sạch với kem đánh răng. Cách thứ 9, làm trắng răng bằng trà xanh. Trà xanh có chất chống oxy hóa là catechin giúp bảo vệ răng miệng, kháng viêm và làm ức chế các mảng gây hại cho răng. Bên cạnh đó, chất flo trong trà xanh cũng là chất làm trắng răng an toàn và hiệu quả. Sử dụng trà xanh thường xuyên không những tốt cho răng miệng mà còn giúp thanh lọc cơ thể, chống lão hóa và làm đẹp da. Bạn có thể làm trắng răng bằng cách sử dụng bột trà xanh kết hợp với kem đánh răng hàng ngày hay uống nước trà xanh thường xuyên để thanh lọc cũng như bảo vệ răng miệng. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia, hầu hết phần lớn chúng ta đều đang đánh răng chưa đúng cách. Điều này vô tình làm hỏng đi lớp men răng, khiến răng ố vàng dần đều. Vì vậy, muốn răng trắng trở lại, việc đầu tiên bạn nên chuẩn bị đó chính là bàn chải phù hợp. Thứ hai, đó chính là duy trì những thói quen nhỏ nhưng có võ dưới đây giúp cải thiện độ trắng sáng hiệu quả mà ít ai biết đến. Vậy đó là những thói quen đơn giản nào có thể thay thế mỹ phẩm đắt đỏ giúp răng trắng sáng và khỏe mạnh. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video. Thói quen thứ nhất, đánh răng với nước ấm. Thành phần chính trong kem đánh răng là chất masat và fluoride. Một nghiên cứu thực nghiệm phát hiện, những chất này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất ở nhiệt độ 37 độ C. Vì vậy, đối với những người có thói quen đánh răng với nước lạnh có thể làm hạn chế công dụng của kem. Hơn nữa, nước lạnh rất dễ làm tổn thương ngà răng, không tốt cho lợi và nướu răng. Ngoài ra, các nha sĩ cũng cho biết đánh răng bằng nước ấm có thể tránh được tình trạng sốc nhiệt gây đau đầu, chóng mặt do đây là môi trường gần với nhiệt độ cơ thể nhất đấy. Thói quen thứ hai, đánh răng đúng cách. Nhiều người có thói quen chải răng theo chiều ngang, cách chải này sai hoàn toàn. Đánh răng ngang trên bề mặt răng nói khác đi giống như hành động mài răng, không thể loại bỏ những cặn bã dư thừa mà còn có thể gây ra những khuyết tật cho răng như viêm nướu, viêm nha chu hay răng nhạy cảm. Cách tốt nhất để mặt bàn chải nghiêng 45 độ so với bề mặt răng, đánh theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ, không đánh quá mạnh tay.
đánh răng mỗi hàm với thời gian tối thiểu từ 1 đến 2 phút, không nên chải răng quá mạnh, chỉ cần chải đúng cách, nhẹ nhàng. Thói quen thứ 3, không ăn thực phẩm chứa đường, axit trước khi ngủ. Những món ăn khoái khẩu như đồ ngọt, trái cây không hề có lợi cho răng miệng khi ăn vào thời điểm này đâu, bởi nếu ăn quá muộn, chúng có thể là nguyên nhân gây hại và khiến răng bị xỉn màu. Do vậy, bạn nên tránh ăn khuya bằng những thực phẩm này để bảo vệ hàm răng trắng sáng hiệu quả hơn. Thói quen thứ 4, sử dụng kem đánh răng có chứa fluor. Khi nói về các loại kem đánh răng, có khá nhiều thành phần quan trọng mà bạn phải lưu ý hơn là tác dụng làm trắng và mùi vị của nó. Bất kể loại kem đánh răng bạn sử dụng là gì, hãy đảm bảo rằng nó có chứa fluor. Mặc dù vẫn còn đôi chút lo ngại về tác động của chất này đối với sức khỏe của con người, tuy nhiên, fluor vẫn là một thành phần quan trọng không thể thiếu trong việc bảo vệ răng miệng. Fluor có tác dụng phòng sâu răng rất hiệu quả bằng cách tiêu diệt các loại vi khuẩn gây sâu răng, cũng như tạo ra một hàng rào bảo vệ cho hàm răng của bạn. Thói quen thứ 5, cân nhắc về việc sử dụng nước súc miệng. Các quảng cáo trên TV biến các loại nước súc miệng trở nên vô cùng cần thiết để có một hàm răng chắc khỏe. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua bởi họ không thực sự hiểu về cơ chế tác dụng của nó. Nước súc miệng có tác dụng bảo vệ răng miệng theo 3 cách. Nó giúp giảm axit trong miệng, làm sạch các khu vực mà bàn chải khó phát huy tác dụng và xung quanh nướu. Ngoài ra, nó còn cung cấp các chất khoáng cho răng. Nước súc miệng là một biện pháp vô cùng hiệu quả để giúp điều chỉnh và đưa môi trường trong miệng đạt được trạng thái cân bằng. Do vậy, đối với trẻ em và người cao tuổi, khi việc chải răng và sử dụng chỉ nha khoa có vẻ khá khó khăn, thì sử dụng nước súc miệng có thể đặc biệt có lợi. Hãy tham khảo ý kiến của nha sĩ về các loại nước súc miệng phù hợp với mỗi cá nhân. Một số nhãn hiệu có thể sử dụng phù hợp cho trẻ em và những đối tượng có răng nhạy cảm. Đặc biệt, có một số loại nước súc miệng cần có kê đơn của nha sĩ mới được sử dụng. Thói quen thứ 6, tăng cường ăn những loại trái cây và rau xanh. Những thực phẩm chế biến sẵn khá tiện lợi trong cuộc sống ngày nay nhưng lại không hề có lợi gì cho hàm răng của bạn. Thay vào đó, hãy tăng cường ăn những loại rau quả tươi. Những thực phẩm này không chỉ chứa những chất xơ có lợi mà còn là một lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe răng miệng của bạn. Nha sĩ John Tanswat khuyên rằng các bậc cha mẹ nên khuyến khích con cái tích cực ăn những thức ăn giòn và cần thiết phải nhai nhiều khi còn nhỏ. Cần tránh nấu thức ăn quá kỹ khiến chúng mềm nhũn và cắt quá nhỏ các thức ăn để hàm của trẻ có thể hoạt động tích cực hơn. Các bạn thân mến, một hàm răng khỏe mạnh sẽ cần đến quá trình chăm sóc đúng cách trong thời gian rất dài, chứ không phải ngày một ngày hai. Ngay cả khi bạn được mọi người xung quanh khen ngợi đã có một nụ cười đẹp với hàm răng trắng sáng thì cũng không nên vì thế mà chủ quan với việc chăm sóc răng miệng nhé. Quý vị hãy thử áp dụng những thói quen chăm sóc răng miệng mà Sống An Nhiên chia sẻ ở trên và cho chúng tôi phản hồi bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.